Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị đến với bản tin thời tiết. Bản tin chi tiết thời tiết của tất cả các vùng miền trong nước ta trong ngày hôm nay. Đầu tiên mời các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết tổng hợp tất cả các vùng miền nước ta trong 24 giờ tới. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là cập nhật những diễn biến mới nhất về cơn bão gần Biển Đông. Theo cập nhật mới nhất từ Hải quân Hoa Kỳ vào hồi 18 giờ chiều ngày 27 tháng 5, vị trí trung tâm cơn bão vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía nam đảo Rông, Philippines. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 7, gió giật cấp 8, tức là đi với vận tốc 50-60 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ di chuyển sẽ đi được khoảng 7-10 km, sau đó có khả năng tiếp tục mạnh lên. Những diễn biến tiếp theo về cơn bão này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Và sau đây là phần dự báo thời tiết chung cho các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay thời tiết Trung Bộ nắng nóng đến gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai thời tiết có chiều hướng tăng ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối những cơn mưa to sẽ xuất hiện trở lại. Cụ thể, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hôm nay rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây sẽ chi phối thời tiết miền Nam. Đồng thời trên biển phía Đông Nam Bộ, gió Tây Nam cũng hoạt động mạnh. Do đó thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Nắng nóng xu hướng giảm về cường độ và thu hẹp, chiều tối mưa rào và dông vài nơi mưa to. Và sau đây là phần dự báo chi tiết các vùng miền trên cả nước và những ngày sắp tới. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, dự báo trời quang mây, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng nhẹ 1-2 độ, giữa ngày và đêm ở mức từ 27-33 độ. Đà tăng nhiệt này còn duy trì đến ngày 30 tháng 5. Từ ngày 31 tháng 5, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1-2 độ một ngày. Một đợt mưa mới sẽ ảnh hưởng đến tại khu vực thủ đô Hà Nội từ đêm ngày 28 tháng 5. Mưa có xu hướng gia tăng từng ngày tại khu vực Sơn La. Dự báo trong ngày 28, mưa nhỏ có khả năng xuất hiện ở một số khu vực. Trong ngày trời nhiều mây và có nắng đan xen. Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức từ 23 đến 29 độ. Lưu ý là mưa vừa, mưa to có khả năng diễn ra ở nhiều khu vực trong buổi trưa và chiều ngày 28. Đợt mưa tiếp theo sẽ diễn ra ở khu vực từ ngày 31 tháng 5. Xuống đến thời tiết của khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời quang mây không mưa, trời nắng, nhiệt độ ban ngày dao động ở mức từ 35 đến 36 độ, nên nhiệt độ này cũng sẽ còn duy trì đến hết ngày 30 tháng 5. Từ ngày 31 tháng 5, do ảnh hưởng bởi rãnh thấp gây mưa, nhiệt độ có phần dịu mát, ban ngày sẽ giảm xuống mức từ 28 đến 30 độ và duy trì đến hết ngày 4 tháng 6. Lưu ý một đợt mưa mới sẽ diễn ra ở khu vực này bắt đầu từ ngày 31 tháng 5. Thời gian trước đó gần như không có mưa. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ bước vào một đợt nắng nóng. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng mạnh đến mức 35 đến 36 độ, có nơi xấp xỉ 37 độ, đến hết ngày 30 tháng 5. Đồng thời thì trong những ngày này sẽ không có mưa. Từ ngày 31 tháng 5, khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới. Đồng thời nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ 1-2 độ mỗi ngày. Xuống đến thời tiết khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhiệt độ ban ngày cũng sẽ tăng nhẹ 1-2 độ, lên mức 35-36 độ, nên nhiệt độ này sẽ còn duy trì đến hết ngày 30 tháng 5. Từ ngày 31 tháng 5, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ 1-2 độ mỗi ngày, trạng thái nắng nóng không mưa sẽ còn duy trì đến hết ngày 31 tháng 5. Từ ngày 1 tháng 6, khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới. Ở khu vực Bình Định, khu vực Phú Yên sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng mạnh đến mức 37-38 độ, có nơi xấp xỉ 39 độ, từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, những ngày sau đó nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ mỗi ngày, mưa nhỏ có khả năng diễn ra trở lại một số khu vực từ ngày 30 tháng 5. Thời gian trước đó gần như không mưa. Ở khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, mưa nhỏ có khả năng xuất hiện một số khu vực về đêm và sáng. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng từ 2-3 độ lên mức 35-36 độ. Những ngày sau đó nhiệt độ ban ngày sẽ dao động ở mức từ 33-34 độ. Trạng thái mưa nhỏ về chiều tối có khả năng diễn ra ở một số khu vực, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Tây Nguyên. Sang đến thời tiết của khu vực Tây Nguyên, tại khu vực Gia Lai và Kon Tum, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm nhẹ 1-2 độ ở mức 30-31 độ.
Từ chiều ngày 28 tháng 5, một đợt mưa nhỏ mới sẽ quay trở lại. Lưu ý là mưa có xu hướng gia tăng từng ngày đối với các khu vực nằm ở phía nam của Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Từ ngày 28 tháng 5, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng 1 độ mỗi ngày. Đồng thời thì đợt mưa mới cũng sẽ diễn ra ở khu vực này từ chiều ngày 28 tháng 5. Thời tiết khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, trong đêm và sáng sớm có mưa rông rải rác, cục bộ có nơi có khả năng xảy ra mưa to. Từ ngày 28 tháng 5, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ 1 độ. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, trong đêm và sáng sớm có mưa rông rải rác, ban ngày nhiều mây, có nắng đan xen. Mưa nhỏ có khả năng diễn ra rải rác ở một số khu vực. Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức 29 đến 35 độ. Về đêm trời vẫn oi nắng. Lưu ý mưa vừa mưa to có khả năng diễn ra trở lại ở một số khu vực về chiều tối và đêm, bắt đầu từ ngày 28 tháng 5. Ở khu vực Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 34 đến 35 độ đến hết ngày 29 tháng 5. Những ngày sau đó nhiệt độ ban ngày sẽ giảm nhẹ 1 đến 2 độ, mưa vừa mưa to sẽ ảnh hưởng trở lại khu vực này từ chiều tối và đêm ngày 28 tháng 5. Vùng mưa to sẽ diễn ra cục bộ và lưu ý mưa có xu hướng gia tăng từng ngày ở khu vực Cà Mau, khu vực Kiên Giang, nhiệt độ ban ngày cũng tăng thêm 1 đến 2 độ lên mức 34 đến 35 độ. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm thêm 1 đến 2 độ, mưa về chiều tối có khả năng diễn ra ở một số khu vực. Lưu ý từ ngày 29 tháng 5, khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa to mới.